Trong tập 3 của Xin chào Việt Nam, chúng ta đã cùng Bình Minh học về các đại từ nhân xưng trong tiếng Việt, cách giới thiệu họ tên cũng như tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp của Việt Nam. Trong số tuần này, Xin chào Việt Nam sẽ đón chào một nhân vật trải nghiệm mới, bạn Hoang Thien Long, và cùng đến với một làng nghề truyền thống rất đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng với Long học về cách hỏi nghề nghiệp, cũng như cách sử dụng hai từ để hỏi, đâu và ở đâu. Nào, hãy cùng bắt đầu Xin chào Việt Nam với lời giới thiệu về người bạn mới của chúng ta nhé. Xin chào các bạn. Mình tên là Hoang Thien Long. Long là tên tiếng Việt của mình, nhưng mình còn có một tên khác, đó là Aristarchulindian. Đó là bởi vì mình đến từ nước Nga. Bố mình là người Nga, còn mẹ mình là người Việt Nam. Mình sinh ra tại Nga, nhưng đến năm 7 tuổi, mình trở về Việt Nam với mẹ. Hiện tại mình đang là học sinh lớp 10, trường Đại sứ quán Nga. Mình thích ăn bánh bao và uống nước gối. Và mình ghét nhất là tắt đường ở Việt Nam. Mình ở Việt Nam được 10 năm rồi, nên tiếng Việt của mình hơi bị siêu đấy nhé. Danh từ, điển từ, động từ. Sao mà nó khó thế, sao nó không nói được nhỉ? Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với trường quay của Xin chào Việt Nam, chương trình học tiếng Việt thông qua trải nghiệm văn hóa. Chúng ta đã vừa được làm quen với bạn Long, một bạn trẻ có hai dòng máu Việt và Nga, và Long đang chuẩn bị có một trải nghiệm hết sức thú vị ở làng gốm Bát Tràng. Trong phần đầu, Long và người bạn của mình đã sử dụng hai từ để hỏi đâu và ở đâu để hỏi về làng gốm Bát Tràng. Hôm nay mình đi đâu thế? Hôm nay chúng ta sẽ đi làm gốm. À, làm gốm ở đâu à, Lý? Chúng ta sẽ làm gốm ở làng gốm Bát Tràng. Bát Tràng ở đâu? Trong câu hỏi của mình, bạn Long đã sử dụng từ để hỏi là ở đâu khi muốn biết về địa điểm thực hiện hành động. Ở đâu sẽ được sử dụng với các động từ thường như ăn, làm việc, chơi, uống. Ví dụ như, bạn ăn ở đâu, anh làm việc ở đâu, hay chúng ta chơi ở đâu. À, làm gốm ở đâu à, Lý? Cô cháu hỏi xưởng gốm Quang Anh ở đâu ạ? À? Bạn có biết xưởng gốm Quang Anh ở đâu không? Còn đối với các động từ chỉ hướng như đi, đến thì ta chỉ sử dụng đâu khi muốn đặt câu hỏi về địa điểm của hành động. Ví dụ như anh đi đâu hay chúng ta đến đâu. Long đã chuẩn bị đầy đủ rồi, hôm nay mình đi đâu thế? Ui, nhiều đồ đẹp quá Long ơi. Bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ? Chào hai bạn. Các bạn đang đi đâu vậy? Như vậy là ở đâu sẽ được dùng với các động từ thường. Còn từ đâu sẽ được dùng với các động từ chỉ hướng như đi hoặc đến. Long và người bạn của mình cuối cùng cũng đã đến được một nhà làm gốm với sự giúp đỡ của những người bạn mới. Khi làm quen với họ, Long đã sử dụng các cấu trúc câu hỏi về nghề nghiệp. Bạn làm nghề gì? Và cấu trúc thứ hai là bạn đang làm việc ở đâu? Để hỏi về công việc của những người bạn mới. Thì các anh chị làm nghề gì ạ? Anh làm nghề kế toán. Thì chị làm nghề gì ạ? Chị là giáo viên tiểu học. Ngoài
Ngoài câu hỏi bạn làm nghề gì, chúng ta cũng có thể hỏi công việc hoặc nghề nghiệp của bạn là gì? Để trả lời cho các câu hỏi này, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc chủ ngữ cộng với là cộng với danh từ chỉ công việc. Ví dụ, mình là bác sĩ, tôi là sinh viên hay bố tôi là công an. Em tên là Long, em là học sinh cấp 3. Thì các anh chị làm nghề gì ạ? Anh làm nghề kế toán. Thì chị làm nghề gì ạ? Chị là giáo viên tiểu học. Cùng với cấu trúc ở đâu mà chúng ta đã học ở phần đầu chương trình, chúng ta hãy cùng xem Long đã sử dụng nó ra sao để hỏi về nơi làm việc của những người bạn mới nhé. Anh làm nghề kế toán. Ờ, thế à? Thế anh làm việc ở đâu ạ? À, anh làm kế toán cho ngân hàng. Thì chị làm nghề gì ạ? À, chị là giáo viên tiểu học. Ờ, cô giáo. Thì chị làm việc ở đâu ạ?